Dani là một bộ tộc bản địa của Indonesia, sống cô lập ở thung lũng Baliem, Tây Papua. 80 năm trước, một nhà khoa học phương Tây đã đến thám hiểm vùng đất này và phát hiện ra họ. Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục độc đáo, tộc này còn có những phong tục lạ kỳ gây sốc khách đến thăm. Đàn ông trong tộc chịu trách nhiệm đi săn, họ chủ yếu mặc một chiếc khố làm từ vỏ loại bí đỏ dài, gọi là koteka, để che chắn chỗ nhạy cảm. Phụ nữ có vẻ ít quyền lực hơn đàn ông, họ vẽ lên đầy người những đốm bằng sơn trắng. Người Dani còn đeo các trang sức làm từ kim loại và lông thú trên tay, cổ và đội mũ lông chim trên đầu. Đặc biệt, các thợ săn thường gắn lên mũi những chiếc răng nanh lợn rừng dài trông rất hung tợn. Họ có một truyền thống mai táng và bảo quản xác tổ tiên rất độc đáo, nhưng cũng không kém phần kỳ dị và ghê rợn, gọi là macabre. Theo đó, người chết sẽ được ướp xác bằng cách chát mỡ heo lên người và hun khói mỗi ngày. Bên cạnh đó, mỗi khi có người thân qua đời, phụ nữ trong nhà phải chặt đốt đầu của một ngón tay. Nghi thức này nhằm để nhấn mạnh nỗi đau mất mát của người phụ nữ và để xoa dịu sự thống khổ của kẻ ra đi. Ông Gianluca Ciodini, một nhiếp ảnh gia người Ý 41 tuổi đã dành nhiều ngày trời cùng sự giúp đỡ của người địa phương mới tìm đường đến bộ tộc sống tách biệt này và chụp lại những thước hình chân thật nhất về họ. Khi đến đây, ông may mắn được tận mắt trông thấy xác ướp của một tù trưởng có niên đại 250 năm. Ông chia sẻ, người Dani hiện đang bảo quản tổng cộng 7 xác ướp, nhưng những người nước ngoài tới đây mới chỉ nhìn thấy được 2 trong số đó. Xác ướp mà tôi chiêm ngưỡng là một tù trưởng kiêm chiến binh lỗi lạc của tộc tên là Wimotok Maben. Ông mất cách đây 250 năm và trước đó từng có 25 người vợ. Người đàn ông 41 tuổi nói tiếp, họ dùng một loại dầu thơm bằng mỡ heo bôi xác người đã khuất và hun nó trong suốt 6 giờ. Đều đặn mỗi ngày trong suốt 250 năm, xác ướp được bảo vệ trong một túp lều, không ai được phép bén mảng đến đây và chạm vào người chết trừ một số ít người có quyền. Trong thời gian ở lại đây, nhiếp ảnh gia người Ý cũng bắt gặp nhiều phụ nữ lớn tuổi có bàn tay kỳ lạ. Họ kể lại rằng, mỗi khi có người thân qua đời, phụ nữ phải chặt đốt đầu ngón tay đầu tiên để xoa dịu người đã khuất. Thế nhưng, đó không phải là phong tục kỳ lạ và ghê rợn duy nhất của tộc Dani. Theo thông tin của nhiều người từng đến đây nghiên cứu, tộc Dani còn từng có tập quán ăn thịt người. May mắn, phong tục này đã chấm dứt kể từ những năm 1990, 80 năm kể từ khi nhà động vật học người Mỹ phát hiện ra họ vào năm 1938. Tộc Dani đã tiếp xúc với nhiều người ngoài và có một số thay đổi. Khi vừa được phát hiện, họ vẫn sống trong thời kỳ đồ đá, hầu như không mặc quần áo và lưu truyền những tập tục ghê rợn. Chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm bắt tộc này từ bỏ những nghi lễ thiếu nhân văn như ăn thịt người hay chặt ngón tay phụ nữ. Trong khoảng 30 năm trở lại đây, những điều này gần như không còn tồn tại. Mặc dù có vẻ ngoài hung tợn và khá cô lập với thế giới bên ngoài, họ vẫn rất thân thiện. Dẫu vậy, họ cần có thời gian tiếp xúc mới có thể tin tưởng một người ngoài như tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định lưu lại ở đây ít hôm và dành thời gian với họ. Tôi hy vọng mọi người có thể thấy được những điều đẹp đẽ luôn có mặt ở mọi nơi thông qua những tấm hình.